Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video về nấu ăn. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thịt. Này, này gọi là bacon, thịt parrot sắc mỏng, gọi là bacon. Trong cái tủ lạnh này lại. Mình đang ở chung cư nha các bạn. Mở cửa ra cho. Chung cư. Ok, bây giờ mình sẽ đợi thịt này nó tan đã. Và mình sẽ đi mua cà phê cho con em mình nó tham. Ok các bạn, hôm nay mình sẽ nấu bacon. Đây là thịt này, thịt ba rọi. Mình có kéo. Tìm cái kẹo không ra để mình lại cái dao. Hay cái kẹo tìm ra rồi. Đây là một phao. Ok, mình sẽ hôm nay chỉ có mình ăn thôi, cho nên mình sẽ làm khoảng 3 miếng. Rất là mỏng, đây là thịt parrot, rất là mỏng. Ok, 4 miếng như thế này, mình sẽ cắt ra 2 thành 8 miếng. Sao dao lại có sự tắt? À rửa dao kì vậy ta? Nhưng mà ở Việt Nam đồ ăn thường có tóc cho nên rất là bình thường nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một cái chảo. Bây giờ mình sẽ xào cái chảo này. Lên đây. Bật lửa lên. Bật lửa khoảng một nửa thôi. Mình sẽ để cái này lên. Không để dầu nha các bạn, tại vì cái này là mỡ, là dầu nó sẽ tự ra. Một miếng, hai miếng, ba miếng, bốn miếng. Ok. Nhưng mà là cái đùa xâm lực qua lực lại cơ. No no. Mình làm YouTuber, qua làm streamer, rồi bây giờ lại làm đầu bếp. Đúng là nhiều nghề. Hôm vừa đi vlog nữa chứ. Đúng là YouTube. YouTube của mình cái gì cũng có. Ok nha các bạn. Nếu các bạn muốn xem gì thì các bạn cứ comment. Bây giờ nó đang nóng lên. Người Mỹ thường ăn cái này với một quả trứng. Đó gọi là bữa bán sẵn của họ.
Để mình lại cái gì ạ? Nguyên một vỉa này là mình mua khoảng 3 đồng mấy 3 đồng 60 sen là khoảng tương đương 80.000 cho tới 100.000 Việt Nam. Ba đồng là 60. Ba đồng 60 sen. Ba đồng 60 sen. 80 thuế. 23.000 mà. Một đồng là 23.000. 23. 22, 23 chứ rồi mà. Chỉ có dầu nổ ghê quá. Thế nào. Để dầu như thế. Mình sợ bị nổ cho nên mình sẽ đổ dầu ra bớt. À, thịt này nè, là hồi xưa chiến tranh Mỹ và Việt Nam, là Mỹ là phạt cho Việt Nam ăn cái này, người dân Việt Nam ăn cái này. Bây giờ là thời đại kinh tế rồi cho nên sẽ không bao giờ có chiến tranh đâu, các bạn đừng có lo. Ví dụ giống như Nhật Bản và Hàn Quốc, nó gạt nhau nhưng mà nó không chiến tranh bằng súng đạn, nó chiến tranh bằng kinh tế. Nó không giao dịch đồ hàng cho nhau nên kinh tế của nó đang yếu đi. Đó là thời đại kinh tế, không chiến tranh bằng súng đạn nữa. Cái này lâu lâu mình ăn một lần thôi, chứ cái này nó rất là nhiều dầu mỡ mà mình không muốn bị béo phì và ăn nhiều dầu rất lớn. Các bạn có uống nước này không? Nước này Master. Cái này cũng giống như bò hốc. Uống cái gì này? Cái này. Wow, lại đã. Tôi làm rất là cùi bắp. Tôi lăn xin là nó có thể bực cái đá có sẵn rồi, nó làm đá ra được, còn tôi lăn mình hơi cùi. Ok, vậy là chỉnh rồi nha các bạn. Một YouTuber cái gì cũng làm. Ngon. Cái gì mình cũng làm được hết. Các bạn cứ cơ mình muốn làm YouTube kiểu gì mình sẽ làm. Ví
video giờ bọn mình làm rồi. Video tập tạ, video có cả đi bơi hay là đi trượt bata, mình làm được hết. Ngon. Mà anh gamer thì hay uống được này, Monster Energy. Phải không? Có nhãn game Halo. Halo hay Halo ta? Có nhãn game để vào đây. Và cái hàng này cũng quảng cáo cho nhiều YouTuber gọi là streamer. Mình thích uống được này tại vì lâu nó to và nó rẻ hơn bơ hộp Red Bull, cho nên mình uống cái loại này tại vì nó rẻ và nhiều hơn. Mở và thử ngon. Các bạn ăn thịt nhiều mà không có mỡ, và thịt đi kèm mà không có xương, và toàn thịt không, không thôi thì rất là ớn. Ăn phải có mỡ và thịt, có xương nữa, có xương nữa là càng ngon. Nhưng phải có ba cái đúng điều vậy là mới ngon. Mình định làm video về con kêu cho nhưng mà nó bị ra đánh gậy, rất là yếu đi. Mình làm một loạt video về nó nhưng mà cái đó nó nerf con kêu cho nhiều quá nên mình không muốn đăng luôn, nên mình làm video kiểu này. Ok các bạn nha, em một video, ăn rồi.